đơn thư về với tiền gấp. Mà tụi nó trốn là xong rồi hả? Nó trốn đâu á, tụi này cũng moi đầu ra để trả nợ gia đình của bà đó. Có chừng không, ngày nào yên ổn đâu. Làm cái gì vậy? Bây giờ mà chị xuất hiện rồi hả? Tao tưởng mày trốn luôn rồi chứ. Để cho má chồng mày với thằng chồng phế nhân của mày chịu trận biết chưa? Tôi không trốn, tôi đi kiếm tiền trả đây. Vậy nói với chị hai, chiều nay tôi qua nhà chị thanh toán hết nợ nần, được chưa? Vậy thì tốt, về sớm xíu nữa để thương lượng á. Gia đình chồng của mày á, đâu quản sợ vậy đâu. Mày liệu hồn đó, về nha bác. Không sao rồi má. Con ơi, mấy người đó hung tợn quá con à. Con xin lỗi, con sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Không sao con, qua rồi con. Trời ơi, chờ cái gì mà chờ hoài à, nó có về đâu mà chờ. Đi vô ngủ cho tôi tắt đèn. Trời đất ơi, chờ riết là thấy giống như cái bóng đèn rồi đó. Đi nha, đi vô. Út sắp về rồi. Trời ơi, nó không có về đâu mà. Út sắp về. Vô. Con đi á là mấy cái thằng du côn nó lảng vảng ở đây hoài à. Nó làm như là gì giấu con trong nhà vậy đó. Con gặp tụi nó chưa? Thằng Thiện á nó chờ con mấy ngày nên luôn á. Dì cũng ngồi ở đây chung với nó chờ con mấy đêm luôn. Ông ơi. Ê. Con Thư nó về ông ơi. Hả? Nhanh lên. Con Thư về. Rồi con tính lên Sài Gòn làm thiệt sao? Rồi thằng kia ai lo? Rồi anh hai của con ai nuôi? Ba cầm tiền này đi chợ đi. Mỗi tháng con sẽ gửi tiền về cho ba. Anh hai. Anh hai ở nhà ngoan nha. Ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa, không tốt sức khỏe đâu. Em nên trở anh làm việc. Một tuần em về thăm anh hai một lần. Mua đồ chơi cho anh hai nữa. anh thích chiêu nhân gao nghe Út. Thư à, ngủ rồi hả con? Dạ. Thư à, mai con đi sớm hả? Dạ, mai con đi sớm. Con có hẹn với người ta ở trển rồi. Má, ở dưới này có chuyện gì, má nhớ điện thoại lên cho con nha. Con yên tâm đi, có gì thì má sẽ gọi. Mà con đi một tuần con về một lần mà, lo chi không biết nữa. Nghe nói con làm chung chỗ chú Tài, má cũng đỡ lo. Dạ, anh Tài giúp con nhiều lắm má. Ừ. Thôi, con đi ngủ đi, rồi mai con đi sớm. Dạ, má con ngủ đi. Ừ. Con ơi, kia, má sợ, kia.
về sớm vậy? Con sớm ăn sáng. Sao con không có bấm chuông để mẹ lên? Ăn đi con. Nè, của con. Dạ. Trông con hôm nay khỏe khoắn và sảng khoái. Hai mẹ con đi đâu chơi à? Đâu có. À, con à, ăn xong á con phải uống hết ly sữa nha, rồi mới được lên phòng nghe chưa? Ủa, hôm nay bé Chảnh không đi làm hả mẹ? Ủa? Ừ. Chảnh là ai? Là con mình hôm bữa chọn làm người giúp việc đó. À. Hôm nay nó có gọi điện thoại đến, nhưng mà sao chưa thấy đến nữa? Ăn đi con. Dạ. Thành à, ba muốn là tháng sau con sẽ vô công ty ba để thực tập và làm quen với nhân sự đó. Bước đầu thì con có thể đọc toàn bộ hồ sơ để nắm tổng quát về tình hình kinh doanh của công ty ba. Sau đó ba sẽ cho thư ký trợ lý theo hỗ trợ và giúp đỡ cho con. Ba nghĩ là phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Nó còn ngăn nữa. Ừ. Cậu, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi muốn vào phòng, thưa cậu chủ. Nhanh lên đi, mọi thứ đang chờ cô nè. Cái đồ chảnh chọe. Dạ. Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi có việc chút xíu nha. Rồi bây giờ cúp máy, hồi nữa tôi gọi lại ha. Cái gì vậy con trai? Hả? Chuyện gì mà con bực tức vậy? Hả? Cô ta chưa tới á mẹ. Ai? À, cái con nhỏ giúp việc đó hả? Mới vừa điện thoại đến xin nghỉ việc mấy ngày. Bởi vì người nhà có ai bệnh ở dưới đó con. Vậy là mình bị lừa đảo rồi. Lấy tiền xong kiếm cớ không chịu làm á. Thôi kệ đó, không sao hết. Rồi má lại tìm người khác. Sao tìm người khác? Đã lấy tiền của mình phải làm trả nợ chứ. Không thể bỏ qua được. Một là bắt cô ta làm gấp đôi. Còn hai thì báo công an. Ừ. Đâu đến nỗi nghiêm trọng vậy hả con? Con phải biết đó là người quen của chú Tài mà. Trời, lừa đảo. Không có tiền mà lận thất. Nghèo mà chảnh. Lừa đảo khủng khiếp. Nghe mà đập chảnh. À!
vô trong này đi. Vô ý quá, chứ em nghĩ nó là cháu vào ba nên làm phiền đại ca. Em vô ý để nó ghi âm được, giờ nó khống chế, nó muốn gặp đại ca trực tiếp để thương lượng giá. Đại ca, đại ca. Mày mới ra làm ăn à? Để phiền nữa tao. Đại ca ơi, em biết lỗi của em rồi đại ca. Giờ nếu mà đại ca không gặp trực tiếp với nó để thương lượng giá, nó đưa cái đoạn ghi âm đến công an á, công an sờ gái đến đại ca đó đại ca. Nội cái chuyện mà mày kêu bà ba đi test thận cho con đó là tao thấy mày quá ngu rồi. Đại ca ơi, bà ba mới được thả ra, trong thời gian quản thúc mọi cử chỉ của bà đều được người ta theo dõi. Rồi bây giờ mày để cho con đó gài mày ghi âm, đồ súc sinh. Đại ca ơi, em biết lỗi của em rồi đại ca. Tôi giờ việc em làm em tự chịu đại ca. Em không khai ra cậu ca là công an có bắt em tự chịu đại ca. Em thề đó đại ca. Đại ca ơi, tha em đi đại ca. Đại ca ơi, đại ca, tha em đi. Về lo thuốc thang đi. Dạ, dạ, em cảm ơn đại ca. Em cảm ơn đại ca. Mày dắt dạ, con nhỏ đó lại gặp tao. Dạ, dạ em cảm ơn đại ca. Ông đừng nóng giận quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ai cho cô vô phòng tôi? Thì tôi dọn dẹp. Dọn dẹp phải đợi tôi thức dậy chứ. Tôi đợi anh ở đâu? Ở ngoài chứ đâu. Ra. Ủa, cô bé này chị đi làm rồi sao? Cuối cùng thì cũng chịu trội đầu lên rồi ha. Kỳ này mình sẽ có trò tiêu khiển vui lắm đây. Ai cho cô vào phòng tôi? Tôi nói là khi mà tôi ra ngoài không có được vô mà. Đi đâu anh? Đi đâu anh?
lần rồi. Khi tôi ra khỏi phòng á là phải dọn dẹp vệ sinh cho sạch sẽ. Sao bây giờ tôi về vẫn còn yên nguyên vậy? Hả? Cái đồ lười biếng. Đứng đó làm gì nữa? Cô đừng có tròn xe con mắt với tôi nha. Ha, ha. Mà làm việc đi. Giờ này làm việc chừng nào mới xong tôi nghỉ ngơi đây. Cút xéo. Đi. Đi vô. Đi vô. Đi vô. Đi vô. Đi. 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 Hay quá nhóc ơi. Như là con nít 3 tuổi vậy. Tôi có coi kìa. Trời đất ơi. Trên giường tầng này có bông, có mèo. Rồi gì hợm. We'll be right back.
Thức dậy nè, đọc cho nghe điều 8 coi. Điều 8: thức dậy sớm trước khi cầu chủ dậy và ngủ sau khi cầu chủ ngủ. Cô đã bị sa thải. Cô đã bị sa thải rồi sao còn ở đây? Mẹ tôi đâu? Bà chủ đã ra ngoài từ sáng sớm. Không nghe tôi nói gì hả? Cô đã bị sa thải rồi. Xin lỗi. Nếu như anh tự ý đuổi thì tôi nghĩ. Nhưng mà anh nên nhớ là anh là người tự ý cắt hợp đồng chứ không phải tôi. Vì vậy tôi không có trách nhiệm hoàn lại số tiền mà tôi đã ứng trước 3 tháng. Cô nói hơi quá lời rồi đó nha. À, như vậy thì cô làm hết tiền 3 tháng đi rồi nghỉ. Ừ. Vậy quyết định không đuổi đúng không? Không đuổi. Bây giờ tự nhiên tôi thèm uống nước ngọt quá. Cô làm ơn chạy ra ngoài mua nước ngọt cho tôi uống đi. Bà chủ dặn là chỉ được uống sữa, không được uống nước ngọt. Nhưng tôi thích uống nước ngọt. Nhưng mà bà chủ đã nói là chỉ được uống sữa. Điều thứ 10: không được cãi lời cậu chủ, vì cậu chủ luôn luôn đúng. Giỏi. Cô làm gì vậy? Thì gọi điện thoại mang nước ngọt tới. Điều thứ... không được xài điện thoại trong giờ làm việc. Giờ tôi đi mua. Trong vòng 5 phút tôi phải muốn có nước ngọt trên bàn. Chờ cách đi. 4 phút 55 giây. Tôi là người tàng hình hả? 4 phút 50 giây.
tôi muốn tìm người mua hàng. Cái thằng chó ghẻ đó nó không biết chuyện nên mới bị cô chơi xấu nó. Nhưng nó là đệ tử của tôi. Cô làm như vậy chẳng khác nào cô bỉ mặt tôi. Tôi không dám. Nhưng mà tôi đang rất cần tiền. Tôi muốn bán quả thận mình đúng giá. Cô nói cái gì vậy? Ở đây tôi không có mua bán thận gì hết. Tôi chỉ mua bán hàng thủ công mỹ nghệ thôi. Nếu cô có hàng bán tôi mua. Còn cô muốn mua bán thận đi chỗ khác. Chẳng lẽ ông nhìn thấy đệ tử của mình bị bắt sao? Thằng đó nó đáng bày đặt theo người ta mua bán bậy bạ, nó chết cũng đáng. Tôi là y tá gia đình. Công việc của tôi là chăm sóc bệnh nhân. Những chuyện khác ngoài chuyên môn tôi không quan tâm. Những người thất đức như ông ta không bệnh mới lạ đó. Mà chị không sợ sống chung với cọp sao? Tôi quan niệm là chuyện ai người đó làm. Với lại tôi là y tá, không làm hại gì tới ông. Chị thật lạ. Là sao? Như tôi thấy một người lịch sự, tử tế như chị lại đi làm việc cho một người vô công vô đãi như vậy sao? Đó là trong ý nghĩ của cô thôi. Chứ đối với mọi người, ông ấy là một nhà kinh doanh. Kinh doanh gì? Bất cứ cái gì ra tiền, kể cả nội tạng của con người sao? Cô gái, đi xa vấn đề rồi đó. Nguyên tắc của tôi là không để ý và xen vào chuyện của bệnh nhân, cũng là khách hàng của tôi. Vậy thì tôi là chị, không có gì để nói. Tùy cô. À, tôi có thể khuyên cô được không? Chị nói đi. Cô nên từ bỏ ý định mà cô đang định làm đi. Sẽ không có kết quả gì đâu. Bởi vì ông ta không đơn giản như cô nghĩ. Tôi lo cho cô đó. Tôi cảm ơn chị vì lúc này đã cứu tôi. Nhưng những gì tôi quyết tâm, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Có điều tôi cần nhắc nhở với cô, không nên lãng vảng khu vực trước nhà ông ấy, nguy hiểm cho cô đó. Chào cô. À, tôi chưa biết tên chị mà. Tên Hiền. Chị Hiền, chị có thể giúp tôi một chuyện được không? Nếu như không đụng đến quy tắc làm việc của tôi. Thank you.
người về hộm ra chưa? Trời đất ơi, cậu chủ đi chung với em hỏi anh sao anh biết được? Thì có, đi chung với em. Rồi hắn nói là hắn đi toilet. Em ngồi đợi hắn nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi. Gọi điện thoại á thì tắt máy. Giờ sao? Hai bà già anh vô trọng anh kiếm cậu chủ thứ coi. Thôi khỏi, ở trọng có ai đâu. Em ngồi đợi nãy giờ rồi đó. Mà em đã điện thoại cậu chủ nhiều lần chưa? Rồi, tắt máy rồi. Bây giờ sao? Thôi bây giờ mình ở đây mình chờ đi. Cậu chủ mà không ra mình tính sao? Ai đó? Vô đi. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa bà chủ, hôm nay con với cái đồ dị hợp. Dạ, con với cậu chủ đi chơi bowling. Sau đó cậu chủ đòi đi vệ sinh. Con có đợi cậu chủ mà không thấy cậu chủ ra. Con có gọi điện thoại cho cậu chủ mà cậu chủ tắt máy. Rồi thì... Thì sao? Cô làm việc kiểu gì kỳ vậy hả? Tôi kêu cô đứng đợi sao không chịu đứng đợi? Tôi có đợi anh. Đừng có nói xạo. Mẹ, cổ lo mê chơi la cà lung tung, không thèm quan tâm tới con á. Có coi người ta đánh banh hoặc là cổ trốn của đó cô ngủ á, mẹ làm cũng la khàn cho cổ luôn, không thấy cô đâu á. Có, tôi có đứng trước phòng vệ sinh nam, tôi chờ anh cả buổi mà. Cô đừng có nói xạo. Thiệt. Sao tôi không thấy cô? Có mà. Xạo xong trong trống tìm tôi. Tôi đứng đợi cô ở dưới ngoài cổng á, đợi mấy tiếng đồng hồ luôn. Sau đó tôi mới lên taxi tôi đi về. Mẹ, con nói thiệt á, ổng gì nể tình mẹ tôi, tôi sa thải của ngay lập tức bây giờ. Nhưng... nói gì nữa, đi ra. Đồ hả, ham chơi, đồ lười biếng, đồ cái đồ ở đợ, cái đồ nghèo khó, đi ra. Ra không? Đi. Tôi chờ anh cả tiếng đồng hồ mà tôi không thấy. Tôi con làm như vậy có quá đáng không? Không có quá đáng đâu mẹ. Con phải cho cô ta một bài học mới được. Dám cái tội lý luận ba xu với con, không biết sợ ai là gì. Ra cô mạo hiểm như vậy là muốn tìm ra người đứng sau đường dây mua bán nội tạng phi pháp, kể cả những người mua thận của chồng tôi. Để làm gì? Để lôi bọn chúng ra pháp luật trừng trị. Với sức của cô, một mình cô, còn chứ, còn một người mẹ hơn 50 tuổi nước mắt ngày đêm chăm sóc cho đứa con của mình, một người chồng sống đời thực vật đang chờ vợ mình trả thù rửa hận trở về. Tôi hiểu cô muốn nói gì, nhưng cô có thấy là mình đang phí công sức? Tốt hơn là cô nên về quê về mặt chuyên môn và tôi có thể giải quyết được.
hy vọng cho đến thất vọng. Tôi chia sẻ với cô những gì mà cô đang chịu đựng, nhưng cô đang làm không được lợi ích gì đâu, mà còn ảnh hưởng đến tánh mạng nữa, có thể lôi bọn chúng ra pháp luật. Tôi sẽ làm tất cả. Đồng chưa đủ, đúng là bần cùng. Trời ơi, dậy 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 đi, dậy 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 cái gì? Trời ơi, con thư đi Sài Gòn nó ở đợi cho người ta kìa. Nó gì ai đợi? Con gái ông chứ ai. Sao mà biết nó đợi? Thì bà Tư nói cho tôi biết, chứ có đời nào nó ngó ngàng tới mặt tôi đâu. Sướng chưa? Lấy chồng, nuôi bệnh, bay nguyên cái sạp chợ, giờ nợ nần tùm lum.
Bây giờ đi ở đợ để nuôi chồng, nuôi luôn cả mẹ chồng, trong khi cha ruột nó, anh ruột nó không thèm ngó ngàng tới. Đúng là khôn nhà dại chợ. Bà đừng ăn nói cái kiểu bốc hầm đó nha. Bà nói cái gì mà nghe tệ quá vậy? Con Thư mà đi ở đợ hả? Ông tin hả? Không tin thì hỏi chú Tài đi thì biết. Chính ổng là người giới thiệu nó đi làm á. Mai mốt nó về nè. Bà đừng ăn nói cái kiểu nữa nha. Để tôi ngủ tôi mệt lắm rồi. Nó về không biết nó có ghé ở đây không á mà mày dặn dò. Này anh làm đúng không? Tại sao làm như vậy chứ? Tôi làm á, rồi làm sao? Mắc mớ tới cô. Nhà này là nhà của tôi, hồ bơi của tôi. Tôi muốn làm gì tôi làm, tôi muốn chơi gì tôi chơi. Ở đâu cô nói vậy? Lao lộn đi. Anh đứng lại đó. Anh rảnh quá không có gì chơi sao? Tại sao lại nghĩ anh mấy trò này phá tôi chứ? Anh cảm thấy vui khi người khác đau khổ lắm sao? Gương mặt tôi thảm hại như vậy anh cảm thấy vui mừng lắm đúng không? Tôi không phủ nhận đây là nhà của anh. Những thứ nổi trong hồ bơi này anh vứt nó đi rồi mà tôi thu lượm lại thì nó là của tôi chứ. Lượm để làm gì? Bán ve chai hả? Trời ơi, mất mặt quá đi. Bán ve chai mà không biết nhục. Một tháng tôi trả tiền công cho cô đâu ít đâu, đúng không? Cô đó nha, tôi mà thấy cô kia mấy cái bà ve chai dơ dái lượm thượm đứng trước cổng nhà tôi ha, tôi xịt cho chó cắn xúc dép á. Quá đáng thiệt. Tôi làm vậy cái gì là sai? Anh rảnh quá không có gì chơi sao? Tại sao lại nghĩ ra mấy cái trò tay quá này bị phá tôi chứ? Tôi biết trong mắt anh tôi là cái gai. Anh có biết đây là mồ hôi nước mắt của tôi một tuần lễ mới được không? Anh có biết một đống này bán được bao nhiêu tiền không? Bây giờ ướt hết như vậy làm sao mà bán chứ? Bán cho chai cái gì là sai? Hả? Tôi ăn trộm ăn cướp của ai rồi mà sai? Có bao giờ anh làm ra 1.000 đồng chưa? Tất cả đối với anh đều là những thứ có sẵn. Còn những người lao động như tôi vui mừng khi thấy tờ tiền của mình làm ra bằng chính sức mồ hôi nước mắt của mình. Anh có cảm giác đó một lần nào trong đời chưa hả? Anh có bao giờ làm ra đâu mà anh biết quý chứ? Vào đi. Nguyễn Thị Chảnh đâu rồi ta? Nguyễn Thị Chảnh, cô lười biếng cô trốn hả? Sao lên chọn phòng cho tôi? Nguyễn Thị Chảnh, Nguyễn Thị Chảnh ơi, Nguyễn Thị Chảnh. Cái gì ông sùm vậy con? Ôi. Hả? Cái gì mà ông sùm vậy? Ngủ dậy rửa mặt chưa? Nếu mà rồi thì ngồi vô ăn sáng đi. Đâu rồi? Ai đâu rồi? À, con Thư nó xin về quê để chăm sóc cho người thân rồi.
Sao mẹ lại cho Quế về quê? Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần cho nên Thư về quê rồi. Sao mẹ lại cho phép về quê? Thì trong hợp đồng cũng đã thỏa thuận và con cũng đã chấp nhận rồi mà. Ủa? Con không biết cái thế giới này là cái thế giới gì mà đầy tớ lên mặt với chủ. Alo. Ai cho phép cô về quê mà không nói tôi một tiếng vậy? Cô đọc điều khoản thứ 10 cho tôi nghe coi. Vậy anh xem hợp đồng lao động mà tôi đã ký với anh đi. Điều 3, ở phần quyền lợi và trách nhiệm bên B. Nó là điều khoản gì? Tôi được nghỉ 1 tháng 4 ngày cuối tuần. Nhưng mà ít nhất cô cũng phải chờ tôi ngủ dậy rồi nói tôi một tiếng mới được phép đi chứ. Đồ gì hợm? Alo, ê cái gì? Hả? Alo, alo. Thư à, con làm ở trển được không? Dạ, cũng quen dần rồi má. Ừ. Tuần vừa rồi anh Kiên có tiến triển gì không á? Nó vẫn vậy. Má lấy mấy cái tấm hình cũ của nó, rồi má kể chuyện hồi đó của nó cho nó nghe, mà má thấy không có gì khác thường hết á. Thư à, có chuyện gì vậy má? Con có khi nào con cảm thấy con mệt mỏi không Thư? Có khi nào con nghĩ là con đang đeo nặng trên vai một trách nhiệm mà mình tự buộc lấy không con? Má biết, má biết là con thương thằng Kiên lắm. Nhưng mà con có nghĩ là có khi nào suốt đời thằng kia nó không tỉnh lại không con? Con tin là nhất định anh kia sẽ bình phục. Tụi con nhất định sẽ lại sống hạnh phúc với nhau như trước đây. Nếu sự hy sinh của con nó sẽ trở thành vô nghĩa, nếu điều đó không xảy ra, chẳng lẽ con vì thằng Kiên mà con phải hy sinh suốt cả cuộc đời của con sao Thư? Anh Kiên là người tốt thì nhất định anh sẽ được sống hạnh phúc. Được làm vợ của anh Kiên là dâu của má thì không có ai từng hy sinh, mà đó là hạnh phúc của con. Hạnh phúc là kiếp này con được làm vợ của anh Kiên. Anh Tài, bán dây chai được nhiều tiền không vậy? Cậu chủ muốn hỏi chuyện gì? Thì hôm bữa tôi thấy con nhỏ Thư gom bán dây chai xong rồi chi tiền cho anh mà. À, cái đó thì mỗi đợt bán khoảng chừng 20 ngàn. Có 20 ngàn mà làm như hùng hổ giống như là sinh mạng của mình vậy. Ủa, mà con nhỏ đó bán dây chai xong rồi chi tiền cho anh hả? Cậu chủ đừng có hiểu lầm tôi. Cậu đưa tiền cho tôi á, không phải là chia, mà là nhờ tôi mua thuốc lá giùm cho cậu, để cậu gửi về cho ba cậu. Con gái không có tiện mua thuốc lá. Ủa mà sao tự nhiên cậu hỏi chi mấy chuyện đó vậy? Chuyện mấy dây chai á? À không, tại vì tôi tò mò thắc mắc nên hỏi vậy thôi. Bán có 20 ngàn làm như được nhiều tiền lắm. Ây da. Trời ơi, sao bị vậy vậy? Té. Ai làm hai té? Lộn mèo té. Trời đất ơi, lần sau đừng có làm như vậy nữa nghe không? Không dài á, hai có quên bên Kiên chơi không? Có. Ai dẫn hai đi? Ba. Rồi ba bệnh làm chi?
ba qua ba nói chuyện với dì Tư. Ba nói gì? Hai nghe không? Không nghe. Hai có nhớ hồi nhỏ hai anh em mình hay ra đây ngồi chơi không? Sau này á, em với anh Kiên cũng ra đây ngồi nói chuyện nè. À, bây giờ thì kiếp trước mắc nợ mẹ con bà, nên kiếp này nó phải đi ở đợ nuôi con bà. Hai nói gì vậy? Hả? Ba nói với dì Tư vậy đó. Ngày mai em đi, anh ở đây chờ mong. Tình yêu ra đi cho.
Dạ. Cô về quê à? Cô có biết cô làm vậy chính cô mệt thêm không? Công việc hôm nay không làm cộng dồn với công việc ngày mai mà tôi không biết sao tôi có cái giống gì ở dưới mà tuần nào cũng vậy. Tôi đang hỏi cô đó, trả lời đi. Về nuôi bệnh. Ai bệnh? Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại hay là ba má cô bệnh? Chồng tôi. Cái gì? Cô có chồng rồi hả? Hình như đó là nhẫn cưới rồi mà. Mới bên lớn mà đặt có chồng, chắc sợ ế. Má tôi có dưới nhà không? Bà chủ đi công việc rồi. Đi công việc à? Đợi tôi đánh răng xong rồi làm đồ ăn sáng để ông tâm tôi ăn nha. Chắc là đang dở trò gì đây nè. Chỗ này đâu đó. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Tỉnh dậy đi. Ê, tỉnh, tỉnh đi. Hả? Trời ơi. Trời ơi, sao đây? Hả? Trời ơi. Trời ơi, dậy đi, dậy đi. Alo, bà chủ ơi. Cậu thằng xỉu rồi. Cậu thằng có chuyện rồi, bà về gấp nha. Trời ơi, tỉnh dậy đi, đừng có sợ, đừng có nằm đấy. Vô phòng nằm. Trời ơi, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi, cậu gì hả? Sao đây?
Con tỉnh rồi hả? Con thấy khỏe chưa? Con bị sao vậy má? Con nhớ lúc con vô nhà tắm, rồi cái con khó thở, con chóng mặt, tay chân con nó bủng rủng. Con cố bám véo vô tường nhưng mà con bị trượt chân. Đúng rồi, con mơ mơ màng màng con thấy. Con thấy cái gì? Đâu rồi má? Nhỏ Thư đâu rồi má? Đang nấu cháo cho con ở dưới bếp đó. Vậy mà kêu nhỏ đó đem cháo lên liền cho con ăn, con đói. Ừ, để má kêu nó mang lên cho con. Nhưng mà con cứ nằm đây nghe chưa, đừng có ngồi dậy, con sẽ chóng mặt lắm. Thư à, cháo cho cậu Thành đã nấu xong chưa? Dạ xong rồi bà. Ừ, vậy thì múc lên ngay đi nha. Dạ. Tháng này tôi sẽ tăng thêm lương cho cô 500 ngàn. Tại sao vậy bà? Tại vì cái chuyện hồi sáng đó. Ừ, dạ không cần đâu, đó là bổn phận của con mà. Tôi đã cho thì cô cứ nhận đi. Dạ, cảm ơn bà. Đem đây. Cảm ơn. Cháo này cô nấu à? Ăn cũng được ha. Mà không biết cô có bỏ thuốc độc ở đây không ta? Ăn vô biết liền gì. Hình như nó bị đắt đắng đắng à. Trời ơi. À, tôi cảm thấy khó chịu quá. Tôi bị gì vậy? Cứu tôi coi, tôi cứu tôi. Vô duyên. Nè. Ui. Cái chuyện lúc nãy á, chuyện hô hấp á, sao biết à? Thì hồi dưới quê tôi có học qua. À, thì ra là như vậy. Nữa hả? Nếu như mà không có cô lúc đó chắc tôi... Tính thưởng tiền cho tôi hả? Bà chủ cho rồi. Anh mà bị vậy vài lần đó là tôi đều to rồi. Ơi, cô à. Thư đã tìm gặp được người Thư cần tìm chưa? Chưa nữa. Nhưng mà Thư tiếp tục sẽ tìm. Có phải Thư nghĩ là những người gặp ông ta trong thời gian này là những người đã mua thận của chồng Thư không? Sau khi gặp ông ta, Thư biết chắc chắn là ông ta sẽ chột dạ và báo cho người mua thận. Thư rất thông minh. Nhưng mà Thư vẫn chưa tìm ra được. Thư rất là sốt ruột, muốn tìm cho ra người đó. Thư lạ thiệt. Cái lần đầu tiên mà tôi gặp Thư ở nhà ông Bỉnh đó,
rất ấn tượng về Thư. Một cô gái nhỏ người, yếu đuối, nhưng rất gan dạ, dám xông thẳng vô cái nơi không dành cho mình và nói chuyện một cách không hề run sợ. Rất khâm phục và ngưỡng mộ. Nói đừng cười nha. Lần đó tôi ấn tượng Thư lắm, nhất là ánh mắt của Thư đó, rất sáng và cương quyết. Thì nói mà giống như đang tán tỉnh Thư vậy. Thì tôi chỉ nói thiệt những cảm nhận của tôi về Thư thôi. Như vậy mà Hiền giúp Thư sao? Cảm ơn Hiền nha. Hiền có biết là cảm nhận gì của Thư khi mà gặp Hiền đầu tiên như thế nào không? Thế nào? Một tên lưu manh tri thức. Nhìn Hiền lúc đầu á, cứ như là con trai vậy đó. Sao mà cười? Ủa? Hiền không giận Thư nói điều này sao? Nhưng sao Thư lại tin tôi? Vì Hiền khác bọn họ. Thật ra thì Thư tin Hiền từ khi mà Hiền đã cứu Thư và đưa cho Thư danh sách. À, thì ra là vậy hả? Cảm ơn vì đã tin tôi nha. Thư cảm ơn Hiền mới đúng chứ. Ở trên cái đất xa lạ này, được một người tốt như Hiền giúp đỡ, thật là may mắn. Vậy sao? Tôi thích câu nói đó của em. Cho nên vì vậy mà lần này tôi đã phá vỡ nguyên tắc mà từ trước đến giờ mình đặt ra. Hiền đã giúp một người lương thiện, diệt trừ kẻ ác. Sao lại gọi là phá vỡ nguyên tắc chứ? Còn điều này tôi muốn hỏi nè, định xử lý như thế nào với đoạn băng ghi âm của ông Tân? Sao không đưa nó ra công an đi? Thư mạo hiểm không phải là vì muốn bắt tên tay sai, mà là muốn bắt tên chủ mua bán đường dây phi pháp này. Có đem theo đoạn ghi âm điện thoại đó bên mình không? Không. Thư nhờ người ăn cất rồi. Có gì không? Tôi nghĩ là có cách giúp em. Chứ bằng cách nào? Thì như ý em muốn thôi. Bắt tên chủ mưu và đường dây phi pháp này, tôi sẽ lấy đoạn ghi âm đó gài bẫy để ông ta thú tội. Được sao? Được. Nhưng tôi cần nghe kỹ lại nội dung của đoạn băng ghi âm đó nhiều lần. Nè, thứ hai tuần sau nhớ đem theo nha. Cảm ơn Hiền nha. Tôi sẽ có cách giúp. Cảm ơn bà. Ừ. Ăn rau cho mát nè con. Đưa cho mẹ. Cảm ơn mẹ. Vài hôm nữa tôi đi công tác ở châu Âu. Tôi tính là sau khi tôi về đó, tôi sẽ dắt thằng Thành vô công ty để cho nó làm quen với công việc. Bà thấy sao? Từ từ đó anh. Để con nó khỏe hẳn đã. Con thấy sao? Dạ, con... Con sao? Không lẽ cứ ru rú trong nhà hoài vậy sao? Con đã khỏe mạnh rồi, và con nên bắt đầu ngay từ bây giờ. Có thể con muốn làm bất cứ gì trong khả năng của con cũng được. Và ba muốn rằng con phải ý thức con sẽ là người chủ tương lai của công ty Hương Vị Việt sau này. Anh à, nhưng mà làm cả ngày hay là nửa buổi? Em thấy nha, bước đầu cho con làm nửa buổi thôi. Thậm chí nửa buổi em cũng không yên tâm nữa. Rồi ăn làm sao, ngủ làm sao? Rồi ai chăm sóc cho nó đây? Không ấy má tính vậy đi. Để cho con Thư nó đi theo để nó chăm sóc cho con. Được không anh? Bà, ở đó là công ty. Ủa, con nhỏ không đi làm hả mà? Bữa nay chủ nhật, nó xin phép nghỉ về quê con à. Ăn đi con. Dạ. Đưa đây chị em. Anh nè, em biết là anh sẽ rất buồn vì em không thường xuyên chăm sóc cho anh như trước đây.
em ở trên đó cũng đâu có vui sướng gì đâu. Anh ráng chờ em thêm thời gian nữa nha. Tụi mình đã ngéo tay rồi mà đúng không? À, em báo cho anh tin này nè. Không bao lâu nữa đâu, em sẽ lôi bọn chúng ra pháp luật trừng trị, kể cả những người vung tiền mua thần của anh, những kẻ bất lương tâm, xem mạng người như thứ hàng hóa mua bán. Alo, tôi nghe đây. Alo, cô lên Sài Gòn chưa? Mai tôi lên Sài Gòn sớm. Vậy ngày mai cô lên, cô đến đường số 32 trước khu đất trống, tôi sẽ đón cô. Tôi sẽ đến đúng hẹn. Thật là phiền phức. Khử quách nó cho xong. Nó có hoàn toàn tin tưởng nơi cô không? Sao không chụp thuốc mê hay là làm một cái gì đó rồi lấy cuộn băng ghi âm đem về đây? Làm gì phải mất thời giờ với nó vậy? Thưa ông, con nhỏ này thông minh theo kiểu miệt vườn. Đạn băng ghi âm đó nó không giữ bên mình. Mẹ kiếp đó, từ đâu trên trời rơi xuống một con nhỏ ly lợm. Gặp lúc này công an đang theo dõi sát sao, không nhúc nhích được. Cũng tại thằng chó chết tần. Ngày mai tụi bay ra tay nhanh lẹ nghe chưa? Bình tĩnh chưa cô bé? Uống nước đi. Không sao đâu, tôi nhờ mấy người quen trong khu vực này rồi, họ sẽ truy tìm cho. Có gì sẽ cho mình biết tin tức. Ở trên Sài Gòn này chắc Hiền quen biết rộng lắm hả? Sống trên cái đất này mà không quen biết thì chết chắc. Ở trên đây thì tôi không có quen ai hết. Có một người anh cùng quê thôi. À không, bây giờ tôi biết thêm Hiền nữa. Thư tin tôi là người tốt thật hả? Sao cười? Tôi cười vì sao nhiều người tin tôi là người tốt quá. Cô bé ngốc quá, tin người kiểu đó có ngày bị người ta thịt không hay. Alo, điện thoại đó không có đoạn ghi âm ở trong. Cô bị con nhỏ đó lừa rồi. Cô đang ở chung với nhỏ đó phải không? Mẹ kiếp, bằng mọi giá giết hoặc thủ tiêu nó, lấy cho bằng được cái đoạn ghi âm đó về cho tôi. Dạ, tôi biết rồi. Thư có đem theo đạn ghi âm đó không? À,
Anh Tài. Em sao vậy? Tối qua bị cậu chủ ăn hiếp hả? Em đang phân vân mà em đoán không được. Cái đường về em theo dõi sao rồi? Đang tiến triển và sắp kết thúc rồi. Nhưng mà có một chuyện em hiểu không được. Thì anh đang nghe em nói nè. Em gặp người tốt, nhưng mà người này không đơn giản. Người tốt mà lại không đơn giản. Khốn kiếp, có bao nhiêu đó cũng không làm được. Tôi đã nói với cô, lấy bằng được cũng như em đó, rồi hãy trở về đây. Dạ, tôi chưa nghĩ cách lấy được đoạn ghi âm đó. Đúng là lũ khốn kiếp, đối phó với con nhỏ đó cũng không được thì làm ăn cái mẹ gì được nữa. Cút ngay. Chú Ba. Dạ chú Ba, tìm ghế ngồi đi. Tại sao không tìm cái chỗ cho cậu Thành ngồi, chúng ta chuẩn bị họp. Dạ thôi con ngồi đây được rồi chú Ba. Bây giờ chúng ta chuẩn bị họp.
Cô này là ai? Không phận sự ra ngoài. Dạ chú, đây là trợ lý riêng của con. Trợ lý riêng của con hả? Dạ. Công ty thuê cho con hồi nào mà chú không biết? Ba. Con ngồi xuống đi. Dạ. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Thành, con trai tôi. Kể từ hôm nay, Thành sẽ chính thức gia nhập vào công ty của chúng ta. Tổng giám đốc tương lai đó. Đẹp trai, phong độ, mạnh như. Mời vô. Anh, hôm qua có chuyện gì không? Ngày mai tôi đi công tác ở Hồng Kông. Phiền chú ở nhà sắp xếp công việc cho thằng Thành nó làm giùm tôi. Anh tính cho thằng Thành á, nó làm ở bộ phận nào, chức vụ nào? Trước mắt đó, tạm thời chú cứ xếp nó vô phòng A&D giùm tôi. Tôi muốn nó phải bắt đầu từ những bậc thang đầu tiên. Em hiểu. Ba. 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 Vậy là phòng của con ở đâu vậy? Không mấy con ngồi kế chỗ ba được không? Hồi nãy giờ tham quan ở công ty, con thấy sao? Dạ, cũng vui lắm á ba. Mấy nhân viên công ty bà hả, dễ thương, siêng năng, dễ sợ luôn á. Dạ, thấy con đi vô cái hả, đang làm việc như vậy á, đứng dậy chào con, sau đó bỏ con muốn làm gì làm, họ làm việc tiếp. Bà đã nói với chú ba sắp công việc cụ thể cho con rồi, ngày mai con có thể bắt đầu được đó. Dạ, con biết rồi. Ba, sao chú ba con thấy lạ lắm á ba? Ủa, lạ là lạ sao? Tại vì mỗi lần chú ba tới nhà mình ăn tiệc á, chú ba vui vẻ lắm. Còn chú ba ở đây con thấy nghiêm. Thì khi chú ba vô công ty, chú ba không còn là chú của con nữa, mà là phó tổng giám đốc. Wow. Chú ngầu quá. Nè Thành. Dạ. Con cũng nên tập quen dần với tác phong làm việc đi. Ở đây là công ty, chứ không phải ở nhà mà con muốn làm gì làm đâu. Dạ con biết rồi. Nè nữa nè, con phải lưu ý tới một điều quan trọng này, là đừng làm ảnh hưởng tới không khí làm việc của mọi người, nghe không? Dạ con biết rồi ba. Ủa, hồi nãy giờ con vô đây ba có thấy ai con? Bé Thư á, bé trợ lý riêng của con á. Rồi chắc đi lạc nữa rồi. Ba đợi con chút xíu nha, con đi tìm cô ấy về. Con đi nha ba. Cái thằng thiệt. Bye bye ba bà. Thank you.
Mẹ. Ừ. Mẹ thấy sao mẹ? Ừ, để từ từ mẹ coi nè. Ừ. Đẹp, đẹp lắm. Con trai của mẹ trưởng thành hẳn. Nhìn con cứ giống y như là tổng giám đốc vậy đó. Con trai của tổng giám đốc? Ừ, thì tổng giám đốc tương lai. Nè, nhớ mang theo cái ôm cho cậu chủ để có chỗ dựa lưng nghe chưa. Mẹ đợi con chút. Ừ. Mimi ơi, Mimi. Mimi của anh đâu rồi? À, Mimi đây nè. Hôm nay Mimi đi làm chung với anh nha. Hai em ở nhà ngoan nha, hôm khác đi làm chung với anh sao? Mình đi thôi. Ừ. Đi mẹ. Ừ. Mimi đi với anh. Gì vậy? Cậu, để tôi vô tôi báo với ông Trình cái. Rồi cậu hãy vô gặp ông Trình nha. Dạ dạ. Ông Trình bảo là ông Trình đang bận họp. À, cậu đợi ông Trình chút xíu nha. À, phiền cậu đi theo tôi nha. Dạ thưa cậu, ông Trình cho gọi cậu vào phòng họp à? Chú,
Chào. Đợi chú có lâu không? Chú xin lỗi nha. Cuộc họp quan trọng quá chú không nghe được. Con đợi chú muốn dài cả cổ luôn vậy á. Ừ. Thì bây giờ nè, chú đưa con qua phòng làm việc của con nha. Yeah. Yeah. Dễ thương quá. Dạ. Chào chú. Phòng con nằm ở đâu hả chú? Có nằm cái phòng của ba con không? Rồi con giữ chức vụ gì chú hả? Ừ. Trước khi ba con đi công tác nước ngoài á, ba con á có dặn chú á là dẫn con qua phòng làm việc R&D. À, R&D là sao chú? À, cái phòng này rất là quan trọng. Cái phòng này là chuyên nghiên cứu những sản phẩm có đưa ra thị trường hay không, là quyết định sống còn công ty đó con. Wow. Ừ. Có tính thử thách. Ừ. Con thích lắm đó chú. Nhưng mà hả con làm chức vụ gì chú hả? Alo. Tôi nghe. Cái gì? Tôi tới liền, đợi chút. Xin lỗi con nha. Chú có việc rất là gấp, chú phải đi tiếp một phái đoàn. Giờ con đi cuối đường nè. Cuối đường con nhìn bên tay trái đó có cái chữ ghi phòng R&D. Con bước đó đi, sẽ có người hướng dẫn con làm việc. Dạ. Dạ chú cứ đi đi để người ta chờ, con tự lo được rồi. Ừ. Dạ. R&D. Phòng R A A A gì nè. Phòng A. Phòng R và giờ. A là phòng A, A gì nè. Vô đi. Ủa? Nhân viên đâu hết rồi? Chết hết rồi hả? Chết đâu mà chết. Ủa? Thằng này là thằng nào? Ông... Nó còn Chanh đâu rồi? Chanh! Rồi á, chắc là trốn đi là nhắn tin với là chết hết rồi phải không? Tôi nè, tôi mắc qua phòng marketing đưa bạn kết quả mẫu nước chấm số 7 chứ đâu có chắc chết gì đâu. Thằng này là thằng nào đấy? Ủa? Anh là nhân viên mới hả? Đúng rồi, hôm nay bên phòng nhân sự báo là có nhân viên mới tới làm việc. Ủa mà anh sao giờ này mới tới? Tôi nói cho mấy người biết, tôi là trưởng phòng của nhóm A. A gì? AD. Ừ, tôi mới nhận chức sáng nay. Ở đây thằng nào cũng như thằng nấy, không có trưởng nhóm hay là phó nhòm gì hết trơn. Ở đây có phòng này có mấy người? Thì đó, đếm đi. 1, 2. Cái gì? Có mình tôi với hai người đó thôi hả? Chứ đông chị, đâu có chỗ ngồi. Ông biết ông Trình không? Ông Trình là chú ba của tôi nè. Hôm nay ông Trình giao cho tôi nhiệm vụ là quản lý và kiểm tra mấy người đó. Còn đây là trợ lý riêng của tôi, tên là Thư. Còn cô, tên gì? Chanh. Còn ông kia tên gì vậy? Ông ấy tên Gàng. Hôm nay có ai báo cáo tình hình của cái phòng R và giờ cho tôi biết không? Nhiệm vụ ngày đầu tiên của anh á là rửa sạch sẽ cái đống chai lọ này. Cái gì? Cái này chứ không phải cái gì. Cái này là cái gì? Cái này là cái này. Rồi sau đó? Sau đó tức giận bỏ ra ngoài đóng cửa cái rầm, thiếu điều muốn sập cái cửa luôn. Bây giờ nó sẽ về bấu áo mẹ mà khóc lóc thở than. Mới đây chạy về tới nhà rồi, chuyện tổng rồi. Dạ em nghe nè chị. Chú ba, trong công ty có chuyện gì mà thằng Thành ngày đầu tiên đi làm đã giận dỗi bỏ về vậy?
Dạ, cái chuyện này là tất cả đều do anh hai sắp xếp hết á. Em chỉ làm theo chỉ thị của anh hai thôi, em đâu có biết gì đâu chị. Mà chị biết rồi, Thành á, nó không đồng ý chuyện gì á là nó ưa thể hiện ra bề ngoài lắm, nó bực tức nó bỏ đi gì á chị ơi. À, tôi hiểu rồi. Nếu đó là ý của ổng thì tôi sẽ nói chuyện lại với nó coi sao. Dạ, em cảm ơn chị. Muốn cái gì ở đây? Về mà bú sữa mẹ đi cưng. Bú sữa mẹ? Ủa, hết bú sữa mẹ rồi mà bây giờ bú bình không à? Thôi, con trai cưng của má, chú ba nói là mọi việc đều theo sự sắp xếp của ba con hết. Con đi làm nữa đâu, con không hiểu sao ba con lại sắp xếp con làm công việc như vậy. Một cái phòng toàn là trai với trai không à, với lại 2 kg đột nữa, con già con trẻ. Mẹ có nghe Thư nói lại, nhưng có lẽ là ba con làm như vậy có ý gì thì sao? Nhất quyết con đi làm nữa đâu. Thôi được rồi, bây giờ con trai yêu của mẹ nghỉ ngơi đi, chờ ba về rồi mình tính ha. Thư đâu rồi mẹ? Nó đi ra ngoài có công việc riêng một chút, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau sẽ về. Gì tới 1 tiếng đồng hồ sau sẽ về? Công việc gì mà ngày nào cũng đi hết vậy? Chán thiệt. Hiền đợi lâu chưa? Đâu có, tại Hiền tới sớm. Em ơi, cho 1 ly nước ép hỗn hợp cam cà rốt dâu. Uống nước ép như vậy tốt cho da. Hiền hẹn Thư ra đây để bàn kế hoạch quan trọng sao? Thư thấy là khung cảnh ở đây đẹp và lãng mạn không? Đẹp, nhưng mà Thư chỉ có 1 tiếng thôi, Thư phải về. Đừng có làm mất cảm giác khi mà đang thưởng thức cái khung cảnh đẹp, lãng mạn này. Nôn nóng nghe kế hoạch hả? Từ từ. Dạo này da của Thư sạm đi nhiều, uống nhiều nước ép mới tốt cho da, tốt cho con gái. Bây giờ nếu muốn cách tội ông Bỉnh thì chỉ có 1 người giúp tụi mình thôi. Ai? Ông Tân. Ông Tân? Sao có thể như vậy được? Ổng là người bị Thư gài ghi âm, rất là ghét Thư, cho nên là không thể nào giúp mình được đâu. Được, thì sẽ có cách. Nếu như mà ông Tân thấy được bộ mặt thật của chủ hắn thì lúc đó mình sẽ có hài kịch để coi. Thì nói rõ hơn đi. Bây giờ Thư cứ bắn tin cho ông Bỉnh là mình sẽ đem đoạn ghi âm đó nộp cho công an. Còn Hiền, Hiền sẽ nói với ông ấy là ông Tân đang hoang mang hoảng sợ. Nếu như mà công an tóm thì sẽ khai tùm lum ra. Lúc đó
ông Bỉnh sẽ xử ông Tân, mình sẽ ra tay nghỉ hiệp. Lúc đó thì ông Tân sẽ thấy một bộ mặt thật của chủ hắn. Mà Hiền nghĩ là ông Tân có dám đứng ra chỉ tội ông Bỉnh không? Khi con người ta bị vô thấy đường cùng, không còn sự lựa chọn nào hết. Lỡ như ông Bỉnh không hành động như mình tính toán, rồi tức là ông Bỉnh không xử ông Tân thì sao? Cô bé khờ quá. Lúc đó mình sẽ hành động thay cho ông Bỉnh. Tức là phải uống hết ly nước ép này nhanh, rồi về kẻo trễ. Sao? Anh nghĩ đây cũng có thể là một cái bẫy. Không lẽ y tá Hiền là hại em vì muốn lấy đoạn ghi âm đó mà phải bỏ thời gian công sức đến như vậy sao? Anh không nghĩ là ngoài ghi âm ra họ còn muốn em ở điều khác. Em nhức đầu quá, càng suy nghĩ thì càng rối. Em không biết là có nên theo sự sắp đặt của họ hay không, nhưng mà điều em biết là em không bắt tên Bỉnh về đường dây của hắn. Anh không nói được điều này, nhưng em có thấy đó hay không á là tùy em quyết định. Nhưng điều anh khuyên hay nhất là em nên báo công an. Bà chủ kêu anh xuống ăn cơm đó. Không ăn, tôi chết cũng không ăn. Nghĩ tới cái mùi quá chất đó, nút một hộp cơm như con không vô đó. Đã vậy nghĩ tới hai khỉ đột quá vậy nữa. Thì tôi thấy mùi đó cũng bình thường thôi mà. Đã là phòng A anh đi thì phải như vậy thôi. Còn hai cái người đó đó, vì họ quá tập trung công việc, không để ý bề ngoài, cho nên là hơi lập dị thôi. Mà tôi hơi thắc mắc là một công ty lớn như vậy, một phòng A anh đi nhỏ với hai nhân viên thì hơi khập khiễng đó. Cô biết nhiệm vụ là gì không? Là phòng nghiên cứu và phát triển. Nhiệm vụ của phòng này là nghiên cứu nhu cầu thị trường, nhu cầu khách hàng, khuynh hướng sử dụng người tiêu dùng. Sau đó mới ngồi suy nghĩ ra những sản phẩm mới phù hợp với là nhu cầu thị trường. Đáng lẽ nó phải rất hoành tráng và cần nhiều nhân sự chứ. Sao cô biết? Chỉ có anh là không biết. Ê, cô không có được hồ theo người ta mà chọc quê tôi nha. Cô đừng có lờn mặt. Mà tôi không hiểu tại sao ba tôi lại sắp tôi vô làm cái phòng đó, không biết nữa. Không biết chú ba tôi có nghe lầm không? Ông Trình là... chú ruột của tôi, là em của ba tôi. Tôi nói cho cô biết nha, cái cơ ngơi này là ông nội của tôi để lại cho ba với chú tôi đó. Tôi có đọc qua tiểu sử công ty gia đình của anh, tiền thân là một hãng nước chấm. Sau khi ông nội anh mất, ba anh tiếp quản công ty và phát triển thành công ty chế biến thủy hải sản Hương Vị Việt, và có quy mô hoành tráng như hiện nay. Sao cô biết? Có gì đâu mà khó. Thế giới bây giờ nằm gọn trong màn hình vi tính, chỉ cần search ra ra thôi. Nhưng mà ý tôi hỏi sao cô biết search? Cô làm gì biết xài vi tính? Trời. Bây giờ đứa bé 5 tuổi đã làm quen với màn hình cái con chuột, sao mà không biết chứ? Cô hay quá ha. Cô biết xài vi tính ha. Vậy mà tôi cứ tưởng đâu là cô biết công việc ở đợi thôi chứ. Mà nè, anh có thấy thái độ của chú ba anh hơi kỳ kỳ không? Kỳ kỳ là sao?
Tôi không lý giải được, nhưng mà thật sự có vấn đề. Cô bé trong phòng An đi đó cũng có vấn đề. Ừ, cái nhà mắc dịch đó cũng không có vấn đề. Cô hay quá, sao cô biết? Tôi thấy hai người đó là hai người kỳ dị nhất trên thế giới mà tôi từng gặp á. Tuy là họ kỳ dị, nhưng mà thật sự họ không có vấn đề. Con bé tên Chanh gì đó, ngoài mặt lý lách, vui vẻ, nhưng thật ra cô ấy có vấn đề. Ồ, cô hay quá. Làm như cô là thầy bói vậy, gì cũng biết hết. Trời. Anh không tin thì thôi. Vậy ngày mai có đi làm không? Không đi, có chết cũng không đi. Thân là một kỹ sư ngành thực phẩm, nên ông là dẫn dắt công ty đi lên cũng từ những chai lọ và mùi vị trong phòng A&D. Những sản phẩm cách tân của ba anh sáng chế ra một thời gian qua đã làm mưa gió thị trường mấy năm gần đây. Nhờ vậy mà công ty Hương Vị Việt mới đứng vững và phát triển thành một thương hiệu lớn thị trường nội địa và xuất khẩu. Trực giác cho tôi biết ba anh đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh, đồng thời dạy cho anh biết được bài học về sự thành công phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Tài Lan làm anh hay lắm vậy. Anh không tin thì thôi, thôi bỏ qua đi. Vậy theo cô, tôi phải làm gì? Xăng tay áo và rửa hết rổ chai đó. Ủa, sao hôm nay con đi đâu sớm vậy con? Dạ, con đi làm. Chẳng phải bữa qua con nói là sẽ không đến công ty nữa hay sao? Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, còn ngày mai là ngày mai. Đúng không? Ông ơi, cậu Thành đi làm. Nhân viên mới đến nhận việc đây. Cậu chủ, cậu quay trở lại làm việc thiệt á hả? Đẹp, cực lắm á. Cậu có chịu nổi không? Đâu rồi? Đâu cái gì? Thì mấy cái chai không để đem đi rửa đó, đâu rồi? Thư à Thư, cô nói đúng lắm. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất. Cô nói đúng lắm á. Mình phải bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất. Cảm ơn cô nhiều nha. Alo. Alo. Ông có biết tôi là ai không? Tôi đã hân hạnh gặp ông một lần rồi. Người mà có đoạn ghi âm thu giọng đệ tử của ông Tân đó.
Sao cô biết số điện thoại của tôi? Ông không cần biết điều đó. Tôi không có gì để nói với cô hết. Nếu như ông cúp máy thì ông sẽ hối hận. Ông nghe rõ đây, đoạn ghi âm này sẽ chuyển đến công an trong hôm nay, và ông Tân sẽ bị triệu tập. Chuyện đó không có liên quan gì với tôi. Cô nói tôi biết để làm gì? Có liên quan hay không? Mấy ngày nay tôi gặp tên không? Dạ. Ông ấy cũng lạng vạng đâu đó chứ tính. Cho nó một số tiền rồi đuổi nó trốn đi. Chở tay đôi vô hẻm nhỏ xíu vắng que vậy? Ông không thấy ngồi đường lớn bị kẹt xe sao? Xe bị gì vậy? Để tôi coi thử hả? Lỗi nha, mình đến trễ nửa tiếng. Muốn đến lắm, nhưng mà phải giải quyết xong công việc đang dở dang nữa. Không sao, tôi hẹn Thư ra đây là muốn Thư gặp một người. Ai vậy? Ngồi đi ông Tân. Thư yên tâm, ông ấy đã đồng ý giúp mình rồi. Ông Tân, ông nói kế hoạch của ông đi. Bây giờ tôi sẽ ra đầu thú và khai ra kẻ chủ mưu, với điều kiện á, cô không đưa đoạn ghi âm đó ra. Tại sao? Như vậy là sự đầu thú của tôi á không có tác dụng. Tôi hiểu rồi. Nếu như mà anh chịu khai ra tất cả thì tôi sẽ hủy đoạn ghi âm đó. Nhưng mà liệu lời khai của anh có buộc tội được ông ta không? Ông ta rất cáo già đó. Không sao đâu Thư, tôi đã có chứng cứ. Đó là toàn bộ danh sách của ông ấy đã giao dịch trong một thời gian dài. Còn anh phải tìm được chỗ ẩn nấp trước khi mà tôi thu thập được những chứng cứ trong laptop của hắn. Anh mệt không? Chuyến bay bị hoãn nên chờ ở sân bay quốc tế hơi lâu. Ở nhà có gì đặc biệt không em? Còn Thành nó sao rồi? Hôm nay con đi làm rồi anh. Đi làm? Dạ. Ủa, sao anh lại ngạc nhiên vậy? Thì chính anh biểu con đi làm mà. Anh ngạc nhiên là vì tới hôm nay nó vẫn còn đi làm đó chứ. Dạ, em chào sếp.
anh về khi nào? Vừa xuống sân bay á, là tôi đi thẳng tới công ty liền. Chuyến đi kỳ này á, kết quả tốt đẹp như mình mong muốn anh. Cũng ok. Các đối tác có vẻ rất thích sản phẩm mới của công ty. Đồng thời tôi cũng học thêm nhiều về nhu cầu của thị trường bên đó. Vậy thì quá good rồi anh. Biểu hiện của thằng Thành cũng tốt quá chứ. Nhìn nó ngồi rửa mấy cái chai, tôi bỗng nhớ lại hồi mình còn trẻ. Hy vọng nó sẽ là người tiếp nối sáng giá. Dĩ nhiên rồi anh. Cha con gì giống hệt nhau. Trời, kể cả thằng hắn cũng giống luôn đó. Lúc này sức khỏe anh sao rồi? Cảm ơn. Xuống đây chắc muốn biết tôi khỏe hay là đang nằm liệt giường, đúng không? Anh thiệt là hễ mở miệng ra anh làm như là cả thế giới này có lỗi với anh hết vậy. Phải công nhận hai cha con giống nhau quá trời. Chứ sao, cha con người ta mà. Thế cả cái vụ thằng hắn cũng giống. Mà nè, ông đi nó xuống đây chi vậy? Thì tôi xuống đây cũng vì chuyện đó đó. Bây giờ tôi muốn giao nó cho anh. Anh cứ từ từ truyền nghề cho nó cũng được. Tôi biết gì đâu truyền cho nó cha. Anh nữa rồi. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó. Bây giờ có thể tôi chỉ nghề cho nó không tốt bằng anh, nhưng mà chủ yếu tôi sắp xếp nó xuống đây là vì không phải muốn cho nó học nghề không thôi đâu, mà tôi còn muốn cho nó học thêm cái sự kiên nhẫn và phải biết quý trọng sức lao động. Coi chừng ông giao triển cho ác đó nghe. Tôi biết chọn mặt gãy vàng mà. Bây giờ anh có thể dạy cho nó bất cứ thứ gì trừ cái tính bướng của anh. Hên xui à. Thôi mà, tụi mình là chỗ bạn bè thâm niên với nhau, có cần phải nói với nhau kiểu đó không? Bây giờ thì mới hiểu cái chuyện mà đẩy thằng Thành xuống phòng A Hình đi phải. Là có mục đích. Cái phòng đó hả? Rất là chướng mắt. Tôi muốn dẹp bỏ từ lâu rồi mà dẹp không được. Đúng rồi đó. Con cũng rất là thắc mắc. Tại sao vậy? Ở trong công ty của mình đã có hẳn một cái phòng A&D rất là quy mô, hoành tráng, nằm ngay trên lầu 2, tập hợp đầy đủ các kỹ sư, các thạc sĩ giỏi nhất. Vậy tại sao vẫn tồn tại một cái phòng A&D phẩy đó để làm cái gì không biết nữa? Nhìn rất là chướng mắt. Tao còn chướng hơn mày nữa nè. Dạ. Mà mỗi lần á lên tiếng có ý kiến dẹp bỏ cái phòng đó đi thì ông tổng của mình á lên tiếng là binh vực. Lúc nào cũng muốn giữ cái phòng đó lại. Để làm chi? Để giữ thằng cha gàng lại. Con thấy mỗi lần mà ông tổng có chuyện gì, ông tổng hay xuống dưới cái phòng đó để gặp ông gàng, hai người trao đổi cái gì đó, rồi sau đó ông gàng đóng cửa phòng lại, suốt ngày ở trong cái phòng đó làm thí nghiệm, quên ăn, quên ngủ, y như là Kim Mao Sư Dương mà bế quan tỏa cản để mà luyện công vậy đó. Bởi vậy con cũng cố con tìm hiểu bao lâu nay mà không tìm hiểu được. Nhưng mà hả, con có nghe nhân viên trong công ty đồn á là ông gàng có cái lưỡi vàng, có thể nếm và phân biệt được tất cả các mùi vị. Quan đường, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà nghe mấy cái chuyện đó? Lúc nào cũng nghĩ mình á là dị nhân, dị tướng, sống hơn người, làm việc hơn người. Cô á, từ đây về sau phải theo dõi 24/24 nhất cử nhất tiện gì của ông gàng, báo cáo tôi biết, hiểu chưa? Cũng căng lắm ông ơi. Làm việc nhiều quá,
ảnh hưởng tới thần kinh và thị giác nữa. Có khi sau này hả con mắc bệnh tim gì quá căng thẳng. Nhiều đây đủ chưa? Ông thiệt là đắc nhân tâm quá đi. Thôi, bớt nịnh giùm tôi một chút. Sao kỳ vậy? Tôi nói rồi, cắt cô từ cái phòng phó tổng giám đốc, đưa cô xuống phòng A&D để có theo dõi làm việc, phụ giúp tôi. Cô ăn mặc kìa, thấy ghê không? Ăn mặc kìa rồi người ta biết chuyện hết làm sao? Ủa, vậy phải ăn mặc giống mấy nhân viên bình thường hả ông? Thì bình thường, nhân viên bình thường, hiểu chưa? Thôi, ông thông cảm nha con ơi. Con tích góp cả năm trời mới mua được mấy bộ đồ đẹp diện chơi vậy á. Cho con mặc hết lô này nha. Nha với nhẫn y như mấy con cá cảnh. Trời, có cái công việc gì khác mà cái việc mà vừa rửa mấy cái chai này không vậy? Làm ơn giùm tôi một cái đi. Công việc này chưa làm tốt thì làm sao giao công việc khác được? Ở trong cái phòng này á, việc gì cũng phải đi từ dễ đến khó, từ nhỏ đến to. Vậy chứ công việc khó hơn là cái gì? Xếp chai vô kệ. Hả? Cái phòng giờ và rờ này chỉ có nhiêu đó thôi hả? Rửa chai cũng là một nghệ thuật. Muốn rửa được cái chai thiệt là sạch đó, trước hết phải biết trân trọng, yêu quý, o bế nó, rồi phải nhẹ nhàng thả nó xuống nước, rồi nhẹ nhàng kỳ cọ lên thân thể của nó như là kỳ cọ lên thân thể của mình. Tại sao? Bởi vì mỗi cái chai đều có linh hồn. Thôi, hiểu rồi, đừng có nói nữa. Khen đi. Nó không phải người ở đây, rủi nó làm bể chai rồi ai chịu trách nhiệm trước công ty? Ồ, cậu là người được công ty phái xuống đây làm việc thì phải trực tiếp làm việc, chứ không thể sai biểu hay là điều khiển hay là ra lệnh hay là ủy thác cho người khác làm. Thôi, đi. Được rồi, đừng có nói nữa. Tôi khiên. Nè, trước khi muốn thành tài á thì phải thành nhân. Chỉ có chút xíu là làm không được rồi mày còn làm được cái khỉ gì? Thôi, hiểu rồi. Cậu chủ đi mất tiêu rồi, mình tôi nghe à. Cậu làm việc đi. Tôi đâu phải là nhân viên công ty đâu. Tôi rửa, lỡ có chuyện gì sơ suất thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Thôi nha, không có cái kiểu chống ổng nha. Mệt ghê vậy, làm việc đi. Nhiệm vụ xong rồi nè, ông già khó chịu. Đâu trơn rồi? Ra.